Vừa qua tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Thị trường EU, cơ hội và thách thức mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Tại hội thảo, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU ký kết chính thức vào tháng 12 năm 2015 tại Bruxelles sẽ làm tăng 4-6% kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam và EU, chưa tính phần tăng thêm hàng năm. Hiệp định này sẽ mở ra cơ hội xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Việt Nam như dệt may, da giày, thủy sản sang khu vực kinh tế phát triển và có yêu cầu chất lượng, kỹ thuật cao trên thế giới. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín doanh nghiệp, thì các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, kết nối giao thương cũng cần được các doanh nghiệp chú trọng hơn.